Câu số 1, mời câu hỏi. Đội dân mèo muốn mua ô nào? A1 với lại B8. Tí xỉu sao nè. B1, A6 anh. Đây là một câu ca dao nói về một vùng đất duyên hải Nam Trung Bộ. Dạ. À, mình mua 2 ô rồi, còn ô nữa. Dạ, lỡ rồi, B2. 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 Bên đây có muốn mua thêm không? Em mua A2 đi. A2. Em cần mua miễn phí A3. Mặc dù rất giàu nhưng mà vẫn muốn mua mà không tốn tiền. Dạ. Bên kia có muốn mua không? Nhưng mà vấn đề là... Dạ, anh trả lời luôn nha. Nha. Trời. Ok. Được, bóng được thôi, khỏi mua, khỏi bán luôn. Ai về Bình Định mà à, coi. Thôi. Con gái Bình Định cầm roi đánh chồng. Cầm roi đánh chồng. Thôi, cái câu gì mà nghe giả man vậy? Đó là thơ chế em nghe. Ừ, nói vậy có nghĩa là sai rồi đó. Trả lời phải không? Mời em lên gọi chiên. 2 triệu nghe em, 2 triệu nghe. 2 cái triệu. Này giống hên xui quá. 2 triệu. Yeah. Ai về Bình Định mà coi. Con gái Bình Định cầm roi. Trời đất ơi, anh biết rồi. Trời ơi. Tôi biết rồi. Anh nghĩ là thường quyền là đánh hay múa ta? Múa. Anh không biết nữa, đừng hỏi anh quá. Múa quyền. Con gái Bình Định cầm roi múa quyền. Cầm roi thì quyền. Rất là khó có thể múa quyền được. Em hãy nhớ cái điều em vừa mới nói ra nha Yến. Dạ. Em chốt không? Dạ chốt. Đó là đáp án sai. Chính xác. Mời em. 2 triệu. Dạ, em giàu quá quý vị. Đứng không mà bây giờ có tới mấy triệu vô túi em rồi. Đúng. Nó không? Phải là một cái gì đó rất là đẹp, vung lên hay như nào. Vậy là vung, không thể là vung cầm roi múa quyền. Là sao, đọc lại lần nữa nè, xong chốt nè. Ai về Bình Định mà coi. Con gái Bình Định vung roi múa quyền. Vung roi múa quyền. Có chốt không? Thứ 6 là từ roi à? Thứ 6 là từ roi à? Chắc chắn luôn hả? Đây là đáp án. Em nghĩ vung là hợp lý. Yeah. Sai. Chính xác. Thì anh đang nói đó. Sai. Chính xác. Như chữ ve vậy đúng không? Mà thiệt ra đó là từ sai. Cả hai bên dừng là hết đúng không? Mua. Dạ, bên mời tí xỉu. Thì bây giờ mình cái từ này anh trả lời. Anh mua được, anh biết từ này anh trả lời. Đúng. B5. B5. Em muốn mua B5. Muốn mua thêm không? Cho chắc. B7. Mua B5. B7. B7. Rồi, bình tĩnh bên đây. Hết chữ để mua rồi. Còn B6 kìa. Mua luôn đi anh. B6. Còn cái gì để mất đâu nha. Là cái gì? Trả lời miễn phí. Chuyện miễn phí gõ mạnh lắm. Sao? Đọc cho đúng cái nè. Ai về Bình Định mà coi. Con gái Bình Định. Em có thể nó không đúng lắm. Nhưng mà đã lỡ rồi. Lỡ rồi. Con gái Bình Định bỏ roi đi quyền. Chốt chưa? Dạ chốt. Giờ vấn đề bây giờ con gái Bình Định cầm roi thì em là chắc là chính xác rồi. Tại nó chữ coi rồi. Nó vần theo cái từ oi nhưng mà chưa chắc có là từ roi đâu. Ai hoài vậy? Ai nói là sai? Anh nói là yeah! Yeah! Ai về Bình Định mà coi. Con gái Bình Định bỏ roi đi quyền. Đó là cái câu mà trùng khớp với đáp án của chúng tôi. Còn dĩ nhiên nó có những cái dị bản như là con gái Bình Định múa roi đi quyền hoặc là cầm roi đi quyền. Như vậy là 20 triệu đã thuộc về đội Tiến Sử. Yeah! Lại không? Yeah! Vẫn còn lời. Hãy đón xem chương trình Sao Hay Chữ phát sóng lúc 20:30 thứ ba hàng tuần trên kênh HTV7 từ ngày 24 tháng 12 năm 2019.